Kính chào quý khán giả đang đón xem chuyên mục Giáo dục Đào tạo Lào Cai của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, năm học mới 2019-2020 đã chính thức bắt đầu. Vậy nhưng sau mỗi dịp nghỉ hè, nghỉ lễ, việc vận động học sinh ra lớp, duy trì sĩ số học sinh luôn là một bài toán khó với giáo dục vùng cao Lào Cai. Thực tế, những năm trước đây, việc học sinh ở vùng cao ra lớp không đúng độ tuổi, bỏ học giữa trường vẫn còn tồn tại. Chuyện học sinh nghỉ học không lý do, đặc biệt sau kỳ nghỉ diễn ra khá phổ biến. Để giải quyết và khắc phục tình trạng này, thì sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương, nỗ lực của các nhà trường, các thầy cô là rất cần thiết. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn phóng sự phản ánh về công tác vận động học sinh ra lớp của các thầy cô giáo ở huyện vùng cao Mường Khương. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Năm học mới đã chính thức bắt đầu. Niềm hân hoan, rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt của các bạn nhỏ khi được gặp lại thầy cô, bạn bè sau kỳ nghỉ dài. Vậy nhưng năm học mới với các thầy cô giáo đã bắt đầu từ trước đó rất sớm. Sửa sang trường lớp, chuẩn bị thiết bị, đồ dùng, lên kế hoạch cho năm học mới. Và một công việc đã trở nên quen thuộc đối với các thầy cô vùng cao trước đầu năm học mới, đó là tới các thôn bản để vận động các em học sinh ra lớp. Vượt qua quãng đường lầy lội sau đợt mưa kéo dài, hôm nay cán bộ xã và các thầy cô giáo trường trung học cơ sở xã Tà Ngài Trồ, huyện Mường Khương tới thôn Lùng Vui vận động học sinh theo đúng kế hoạch. Giống như nhiều bạn khác ở thôn, kỳ nghỉ hè là thời gian cô bé Ma Thị Cua ở nhà phụ giúp gia đình. Bố mẹ đi làm xa, Cua và chị gái hàng ngày cùng ông bà lên nương rẫy, quán xuyến nhà cửa. Kỳ nghỉ hè trôi qua cũng là lúc cô bé háo hức được quay lại trường với bạn bè, thầy cô. Và những bước chân của thầy cô vượt cơn mưa tầm tã đến tận nhà vận động ra lớp càng giúp Cua có thêm niềm vui đến trường. Mùa hè ở nhà thì em giúp bố mẹ làm việc nhà và đi bẻ ngô giúp bố mẹ. Và đi học thì các thầy cô cũng đến nhà để gọi thì bố mẹ cũng đồng ý cho em đi học đúng lịch của các thầy cô dặn dò. Trước đây, việc huy động học sinh ra lớp vào đầu năm học ở Mường Khương rất khó khăn. Rút kinh nghiệm từ những năm trước, năm học 2019-2020, ngành giáo dục huyện Mường Khương yêu cầu các thầy cô giáo tập trung sớm hơn so với kế hoạch để trực tiếp đến từng thôn bản, từng gia đình, tuyên truyền vận động và đón học sinh tới trường. Tà Ngài Trồ là một trong những xã điển hình thực hiện tốt công tác này. Được sự quan tâm và trực tiếp tham gia của cấp ủy chính quyền địa phương, sự đồng thuận của người dân và quyết tâm của các thầy cô giáo, ngay từ tuần đầu tiên của năm học mới, tỷ lệ chuyên cần của các nhà trường trên địa bàn xã đã đạt gần như tuyệt đối, kể cả với những lớp đầu cấp. Là người dân tập thì cũng rất là thuận tiện cho những cái việc mà tuyên truyền vận động phụ huynh, muốn tuyên truyền vận động để phụ huynh và cho các cháu đi học thì là phải tuyên truyền vận động để bà con phụ huynh phải nắm được cái chữ, tầm quan trọng của cái chữ như thế nào. Thì là chúng tôi tuyên truyền và nói bằng tiếng dân tộc thì qua tuyên truyền thì phụ huynh của các cháu cũng hiểu và cũng đồng hành cùng chúng tôi. Thì chúng tôi mới hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ mà cái năng học của cái kế hoạch năng học đưa ra. Với sự vào cuộc của cả mọi hệ thống chính trị ở trên địa bàn huyện thì 157 thôn bản ở trên địa bàn thì tất cả qua quá trình kiểm tra của ban chỉ đạo phổ cập huyện cũng như của lãnh đạo cán bộ chuyên viên của phòng giáo dục thì đến các đơn vị trường thì so với năm học trước thì cái tỷ lệ chuyên cần ở năm nay có một cái dấu hiệu chuyển biến rất là đáng phấn khởi. Đồng hành với việc chỉ đạo thì ban chỉ đạo phổ cập huyện các đồng chí được phân công phụ trách từng xã phối hợp với phòng giáo dục, ngoài cái việc kiểm soát tỷ lệ chuyên cần, báo cáo tỷ lệ chuyên cần trên phần mềm của các đơn vị nhà trường thì phòng giáo dục cũng tăng cường cái kiểm tra đột xuất đối với các đơn vị trường để kiểm soát cái tỷ lệ chuyên cần. Thế và cũng đã phát động cái phong trào thi đua giữa các xã và giữa các thôn với nhau trong cái việc huy động tỷ lệ chuyên cần ra lớp. Cùng với những chuyển biến trong nhận thức của người dân, sự quan tâm sát sao của cấp ủy chính quyền địa phương, các trường học đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để duy trì tỷ lệ chuyên cần. Trong đó, tạo niềm vui cho mỗi em học sinh khi đến trường là việc làm được quan tâm đặc biệt. Những giờ hoạt động ngoại khóa vui tươi, hấp dẫn như thế này là một trong những lý do hút các em đến trường.
nằm trên địa bàn có gần 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống, trường trung học cơ sở Tà Ngài Trồ đã xây dựng mô hình trường học đa văn hóa, mà ở đó học sinh được hòa mình trong những bài hát, những điệu múa truyền thống của dân tộc mình. Nhờ vậy, với các em bây giờ, mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui. Khi đến trường thì em được các thầy cô giáo dạy những bài múa gậy sinh tiền, bài múa khèn ô và những trò chơi dân gian của dân tộc mình. Em cảm thấy rất là vui và thú vị. Em rất là vui khi được đến trường. Mặc dù không phải là trường bán trú, nhưng do địa bàn rộng nên trường trung học cơ sở Tà Ngài Trồ vẫn tổ chức ở bán trú cho gần 40 em học sinh. Bên cạnh các chế độ bán trú được hưởng, các em học sinh còn nhận được sự quan tâm tận tình của các thầy cô giáo, được giáo viên phụ trách bán trú rèn luyện kỹ năng mềm, giúp các em vừa có được cảm giác đang ở gia đình, vừa có thể tự lập trong cuộc sống xa nhà. Khi em đến lớp 6 thì ở đây thì các thầy cô cũng rất là quan tâm và các thầy cô cũng cho em cũng có rất là nhiều điều kiện học tập, không phải đi học xa, cũng không phải làm việc, cũng không phải đi về. Vậy nên em ở đây thì em có rất là nhiều điều kiện học tập. Em muốn học thật giỏi để làm cho các thầy cô giáo vui. Những ngày đầu tháng 9, thời tiết chuyển xấu, có mưa lớn, nhưng học sinh của trường trung học cơ sở Tà Ngài Trồ vẫn ra lớp đến 99%. Đối với những địa phương ở vùng khó khăn như Tà Ngài Trồ, duy trì được tỷ lệ chuyên cần trên 99% là điều không hề dễ dàng. Kết quả này có được là do sự quan tâm của ngành giáo dục, sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương tới công tác giáo dục trên địa bàn. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất phải là sự nỗ lực của các thầy cô giáo quyết tâm mang tới cho học sinh thân yêu những giờ học hấp dẫn, một môi trường học tập tốt nhất, quyết tâm đưa trường học trở thành ngôi nhà thứ hai của các em. Bước vào năm học 2019-2020 thì nhà trường coi cái việc mà duy trì số lượng học sinh nâng cao tỷ lệ chuyên cần là một cái giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Thế và từ đầu năm học đến giờ thì nhà trường cũng đã chỉ đạo nhiều cái giải pháp về phía ban giám hiệu nhà trường để chúng tôi tham mưu quyết liệt với cấp ủy chính quyền địa phương, các đoàn thể của xã để phối hợp với nhà trường và tổ chức tốt các hoạt động giáo dục cho các em học sinh bán trú. Và đối với giáo viên nhà trường thì chúng tôi chỉ đạo là giáo viên bộ môn là phải tập trung vào công tác chuyên môn, nâng cao cái chất lượng giờ giảng để tạo được cái hứng thú của các em học sinh khi các em đến trường. Thế còn ngoài ra thì các đoàn thể của nhà trường cũng đã tổ chức nhiều cái hoạt động giáo dục lồng ghép như giáo dục giới tính, giáo dục an toàn giao thông, rồi tổ chức một ngày là học sinh bán trú ở trường để các em học sinh yêu thích và tạo cái không khí phấn khởi bước vào đầu năm học mới. Thực tế có rất nhiều lý do để học sinh vùng cao nghỉ học, như học sinh bậc trung học cơ sở đang là lao động chính trong gia đình, nhiều em chưa thiết tha với việc học tập, thời tiết quá khắc nghiệt, phong tục tập quán của dân tộc vùng cao. Vậy nhưng qua mỗi năm học, mỗi kỳ học, những chỗ ngồi còn trống dần được lấp đầy, học sinh vui hơn mỗi buổi đến trường. Và các thầy cô giáo vẫn đang quyết tâm và nỗ lực thường xuyên, liên tục để học sinh của mình có thêm điều kiện học tập, rèn luyện, trở thành những công dân có ích trong tương lai. Chuyên mục Giáo dục và Đào tạo Lào Cai hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.